tiền vệ số 1 đội tuyển Việt Nam được đề nghị hợp đồng khủng. Theo nguồn tin uy tín, có tới 2 câu lạc bộ tại V-League đang rất quan tâm đến tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Thể Công Viettel. Theo đó, hai đội bóng này một ở miền Trung, một ở phía Bắc và đều đã chào giá với ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Mức lót tay họ đưa ra dao động từ khoảng 8 đến 12 tỷ đồng.